Thì cái việc đầu tiên là Tuấn nhìn thấy cái thói quen của sinh viên Việt Nam là khi Tuấn vào những cái dãy nhà trọ thì Tuấn nhìn thấy là thực ra các bạn ấy chỉ đi học có nửa ngày thôi. Thế mà nửa ngày còn lại thì bây giờ làm gì đây? Mà chưa kể trong cái dãy nhà trọ ấy đủ các thành phần xã hội và đủ các cái môn để chơi để Giết tiêu thời chí giết thời gian. gian. Đến mình mà ném vào môi trường đấy mình cũng không 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 Ok. thoát được, Khó, chứ đừng nói khó nha. thoát. Không thoát được cám dỗ. Đấy, chứ đừng nói là các bạn. Và nó hình thành một thói quen xấu. Nhưng nó nguy hiểm một cái. Là nói xin lỗi giáo sư chứ bây giờ phần lớn học xong là kiểu gì cũng có bằng. Đương nhiên là vậy. À, kiểu gì cũng ra trường. Có bằng. Nhất là thời điểm bây giờ. Thế thì thói quen xấu nữa là khi mà có bằng xong và đi làm là họ nghĩ rằng tôi đã có đủ rồi và tuyệt đối không xác định đi học thêm. Và họ sống bằng một cái rìu cùn như vậy để vào rừng đốn củi trong suốt những phần đời còn lại mà không dành thời gian mài rìu. Và có nôi họ đi mài rìu họ cũng không đi, thậm chí cho không họ chưa chắc họ đã đi. Vậy thì bây giờ mình đặt câu hỏi phải làm thế nào đây? Thế thì bây giờ là tôi mới nghĩ cách là làm thế nào để nén trong vòng 3, 4 năm các bạn học đại học mà làm được hai trong một. Cả kỷ luật bản thân, cả tâm yêu thương, cả trí tuệ về mặt quy luật cuộc sống và nốt cả cái phần mà trí tuệ nghề nghiệp. Thế thì nếu mà nén được bốn cái đấy mà trong cùng một thời gian thì chúng ta sau khi các bạn ra trường là không phải dạy nữa. Mà nói được cái thứ hai nữa là thời điểm đấy là thời điểm mà mình sẽ có đủ thời gian để mình tạo hình thành thói quen, vì có những thứ dạy không được mà phải có thời gian thì nó mới hình thành thói quen như kỷ luật bản thân chẳng hạn. Thế đấy là lý do mà Tuấn cho ra đời cái trường doanh nhân siêu Việt Nam, đào tạo theo mô hình quân đội và có cả trường trung học phổ thông siêu high school để vận hành các trường cấp 3 và cũng theo mô hình ở nội trú để rèn luyện cả bốn phần đấy một lúc. Thì như vậy và tất cả đều định hướng trở thành doanh nhân. Đấy. Thì nghĩ nhiều năm thì nó mới ra được một cái mô hình và đảm bảo được cái yếu tố thực thi và vẫn nằm trên cái nền tảng cái khung quản lý nhà nước mà không bị vênh và vẫn bổ sung được cho nhau, kế thừa của nhau và giải quyết được cái bài toán là trong cái cùng cái khung thời gian đấy của học sinh đi học mà giải quyết được bằng đấy bài toán. Rõ ràng là sẽ có rất là nhiều những cơ hội dành cho những bạn học về quản trị kinh doanh. Và nếu như mà được đào tạo như vậy thì câu chuyện là sau khi ra trường sẽ phải chấp nhận đi làm việc không lương hoặc là trả lương rất là thấp hoặc là không được làm đúng nghề thì nó sẽ được giảm thiểu đi rất là nhiều. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global được sáng lập bởi ông Ngô Minh Tuấn, vận hành bởi triết lý giáo dục thân, tâm, tuệ. Với hai chương trình huấn luyện, Quản trị kinh doanh Business One dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân trong tương lai. Quản trị kinh doanh Business Boss dành cho học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông có định hướng kế thừa doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp trong tương lai. Học viên có cơ hội nhận ngay học bổng lên đến 40 triệu đồng khi xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn đầu vào trực tiếp cùng doanh nhân. Số lượng chỉ tiêu có giới hạn. Tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www.trườngdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 24/7 1800 577722.